Thưa quý vị, từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 2, làn đường dành riêng cho xe đạp tuyến ven sông Tô Lịch thành phố Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Đây cũng là tuyến đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên của thủ đô. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ là một thử nghiệm rất đáng mong đợi đối với người dân, hướng tới hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng của thủ đô. Với chiều dài 2,3 km, đoạn đường dành riêng cho người đi xe đạp sẽ kéo dài từ ngã tư Sở đến cầu Giấy. Và trên dọc tuyến đường này cũng sẽ bố trí những cái trạm xe đạp công cộng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong sáng đầu tiên, tuyến đường dành cho xe đạp hoạt động. Dù trời Hà Nội có mưa, nhưng một số người dân thủ đô vẫn dậy sớm để trải nghiệm. Hôm nay tôi đi trải nghiệm thì tôi thấy rất là thích. Bởi vì là thứ nhất là dành cho những người đi xe đạp ấy là đi an toàn. Và mọi người đi xe đạp vừa là trải nghiệm mà vừa thấy là rất là thú vị và rất là yên tâm. Tôi rất mong là Hà Nội lên triển khai nhiều các cái con đường như thế này để cho người dân được có điều kiện đi thể dục thể thao và đảm bảo an toàn chung. Đi nước ngoài thì hoặc là nhìn qua YouTube cũng như là xem qua truyền hình thì có thấy là các nước họ đều có những làn đường dành riêng xe đạp, nhưng Việt Nam thì mình vẫn mong muốn vào ngày đó. Đến hôm nay thì mình thấy là nó đã hiện thực rồi. Thì mình rất là vui. Tuyến đường dành riêng cho xe đạp chạy dọc sông Tô Lịch, trong đó có 3 mét dành riêng cho người đi xe đạp và 1 mét dành cho người đi bộ. Loại hình xe đạp được phép tham gia giao thông trên tuyến đường thí điểm là xe đạp di chuyển hoàn toàn bằng sức người. Các loại xe đạp điện không được phép đi vào. Trong cái thời gian tới thì Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương rà soát các hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để những cái tuyến mà đủ điều kiện thì tiếp tục tổ chức cái làn đường ưu tiên cho xe đạp. Trong thời gian tổ chức thí điểm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiến hành đánh giá, phân tích kỹ tồn tại bất cập của phương án và điều chỉnh cho phù hợp nếu cần, đảm bảo giao thông ổn định, thuận tiện, hạn chế ùn tắc giao thông.